mặt trời không chỉ là tác nhân gây đen da mà nó còn khiến làn da chúng ta ngày trở nên lão hóa. Một giải pháp hỗ trợ giải quyết các vấn đề trên một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả đó chính là viên uống chống nắng nội sinh Murad. Đây cũng là sản phẩm được nhiều chuyên gia cũng như bác sĩ da liễu quốc tế khuyên dùng. Viên uống chống nắng nội sinh Murad còn được chị em gọi với các tên quen thuộc là viên uống lựu, bởi vì thành phần chính trong mỗi viên uống chính là chiết xuất 100% từ hạt lựu đỏ. Đây là thành phần thường xuyên xuất hiện trong các sản phẩm chống nắng, có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, góp phần chống lại gốc tự do gây hại cho cơ thể. Viên uống lựu mang lại những công dụng nổi bật như tăng cường khả năng hỗ trợ chống nắng tự nhiên của da, trung hòa các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa da tối ưu, tăng cường sức khỏe cho làn da, phục hồi các thương tổn hiệu quả, giảm tấy đỏ và kích ứng da, làm sáng da nhẹ nhàng, hỗ trợ đào thải độc tố cho da. Nên kết hợp viên uống chống nắng với sản phẩm cùng dòng như sữa rửa mặt, kem dưỡng, kem chống nắng để mang lại hiệu quả chống nắng, trị nám, làm sáng da và dưỡng da luôn khỏe mạnh. Hiện tại, viên uống chống nắng nội sinh Murad đã có mặt tại mỹ phẩm Cang Nam. Bạn có thể đến tại địa chỉ 340D Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình hoặc truy cập website mỹphẩmcangnam.vn để mua sản phẩm chính hãng với giá niêm yết.